chúng ta đang ở đâu đây? Sao lại rơi vào chỗ này vậy? Trật tự nào, chào mừng mọi người đến với thử thách màu sắc. Để giành chiến thắng, bạn phải biến thành đúng nguyên tố của mình. Em có quyền quyết định ai sẽ thuộc nguyên tố nào. Ồ, không không không, anh là nước, tiếp theo là các chị. Ồ không, mình sợ quá à. Đất sao? Mình là không khí. Tại sao chứ? Mình ghét lửa. Thử thách biến đổi màu sắc cũng là một. 1, 2, 3, 4. Mở ra xem thử nào. Vô dụng thiệt mà. Cái gì vậy? Chắc mấy cái này sẽ hữu ích đó nha. Cái gì vậy? Vải nữa à? Mình phải làm gì với nó đây? Len đan nè. Mình thích đan lắm. Xong rồi. Chán ghê, sai nhỏ quá rồi. Nhưng mà không sao, bạn chỉ cần kéo dài nó ra một chút thôi. Được rồi nè, mình có chiếc áo len ấm mới rồi. Wow. Mấy miếng vải này sặc sỡ quá đi. Nếu may thành chiếc váy thì sao ta? Cũng hay đó. Xong rồi, vừa y đúc luôn. Mình biết cách làm xong nhiệm vụ trước mấy người kia rồi. Máy may này sẽ giúp cho mình. Chiếc váy xong rồi. Hộp của mình có gì đây? Gì vậy trời? Khó hiểu quá đi. Đúng là thảm họa mà. Bây giờ nó còn bị cháy nữa. Bấm nút. Chuyện gì vậy? Các bạn ơi, hãy bấm like để giúp mình có bộ đồ tươm tất nha. Cảm ơn. Thành công rồi. Chuyện gì vậy? Phải nhanh lên mới được. Và cứ như vậy, mình chắc chắn sẽ chiến thắng. Mấy kẻ thua cuộc, đúng là đồ làm phách mà. Cuộc thi makeup, thời gian bắt đầu từ bây giờ. Bắt đầu với lớp kem nền. Tạo khối đẹp không bao giờ làm bạn thất vọng. Mấu chốt là pha trộn chính xác. Đánh phấn phủ lên nha. Bắt đầu vẽ đôi mắt trước. Càng xanh càng tốt. Sẵn sàng. Tuyệt vời. Từ từ chứ. Đủ xanh lá cây rồi. Giờ chấm thêm tàn nhang và hoa nữa. Thêm chút màu trắng mát mẻ nữa nha. Xong. Chúng ta cần thêm lửa. Ngay chỗ này. Tuyệt vời. Xong rồi. Suýt nữa quên mất. Lens. Kem đã xong. Nước. Lửa. Đất. Không khí. Phải làm gì với mái tóc này đây? Oh yeah. Có cách rồi nè. Thuốc nhuộm màu xanh đúng là cái mình cần. Trộn đều lên và cẩn thận nhuộm từng sợi tóc nha. Làm gì mà lâu quá vậy? Đẹp hơn rồi đó. Mình thích nó. Dễ thương quá à. Mình sẽ dùng sức mạnh của mình làm máy uốn tóc bằng đất để tạo lọn tóc. Phép thuật đất. Lên nào. Làm được rồi. Bây giờ tạo kiểu thôi. Ồ, chuyện nhỏ. Mình cũng làm được mà. Bị mắc kẹt rồi. Mình chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Ổn áp rồi nè. Máy sấy tóc. Bật lên nào. Thổi mạnh quá vậy. Có biến rồi sao? Mình sẽ để tóc lại như cũ và nhuộm màu hồng vui vẻ. Xong xuôi. Mình là người duy nhất không có kiểu cách gì cả. Đen đuổi mà. Đáng yêu quá đi. Bấm nút. Các nút đâu rồi? Chúng ta phải làm gì với mấy nguyên liệu này đây?
Chúng ta cần hoa tay nữa. Có từng món phù hợp cho mỗi nguyên tố đó nha. Để lá cho mình. Mình mê lông vũ lắm luôn. Đến hạt cườm lại với nhau. Xong rồi. Hoa tai Liana này nhìn mát mắt quá đi. Mình phải chiến thắng. Sẵn sàng. Mình thắng chưa nhỉ? Để xem kết quả nào. Tuyệt vời. Phải là mình chứ. Thành công rồi. Bạn thua rồi. Xin lỗi. Sao bạn lại làm vậy? Mình bị sao vậy nè? Mình thành một sách lại rồi. Tụi mình sẽ không bao giờ có bồ. Mình ghét bọn họ. Tất cả mấy thứ này đều bị cào qua Photoshop hết trơn rồi. Tụi mình sẽ không bao giờ được như thế này. Khoan đã, đây chính là thứ mà bọn mình cần nè. Mình có thể đẹp giống như vậy. Rồi cậu sẽ thấy. Roxy. Được đó nha. Đồng ý hai tay. Bắt đầu tỏa sáng thôi. Vâng. Bắt tay vào việc thôi nào. Mình không có đồ trang điểm. Đồ makeup của bọn cậu cũng không giúp được đâu. Mặt mình đang bị mụn quá trời luôn nè. Chuyện này tớ lo được đó. Mình không còn thấy mụn nữa. Dùng sữa rửa mặt dạng bọt nè. Chăm sóc nhẹ nhàng. Còn Minh thì sẽ nặng hết đi. Minh thì dùng miếng dán mụn nha. Việc này cần chút thời gian. Mụn sẽ biến mất theo miếng dán đó nha. Phương pháp tự nhiên sẽ giúp mình. Lô hội. Cắt ra nha. Lấy phần gel trong suốt. Rồi thoa nó lên mặt thôi. Xem kìa, lô hội ư. Cổ hủ thật chứ. Này, quý cô lạc hậu. Có làm sao đâu chứ. Ít ra nó tự nhiên mà. Xem kìa, hết mụn rồi nha. Tiêu da sẽ lột sạch mọi thứ. Tẩy tế bào chết là vũ khí tự nhiên của mình. Mềm và mịn. Gì cũng được trừ việc này. Virus của cậu đó. Thôi nào, lột đi. Vâng, mình làm được mà. Mặt nạ mắt thêm tươi tắn nè. Mặt nạ môi cho nụ hôn mềm mại. Đến lúc nói lời tạm biệt lông mày rồi. Sợ quá à. Này, Zendaya kìa. Và cú giật chuyên nghiệp phết. Kem che khuyết điểm sẽ che hết thứ mình cần. Nè, đừng có nhìn lén nha. Phấn nhẹ như không khí. Làm mọi thứ để trở nên nổi bật. Son môi nào. Makeup sắp xong rồi đó. Thiếu chút màu sắc nữa thôi. Các cô gái sẵn sàng chưa nào? Không, đợi chút đã. Biến hình nào. Mình đã sẵn sàng. Nhìn xem tụi mình đang mặc gì đây nè. Phải sửa soạn lại thôi. Các cậu à, lựa đồ đi nào. Chả
có gì ra hồn cả. Mình không có gì để mặc hết trơn á. Mình có cách rồi nè. Bộ đồ này có thể được làm nóng trong lò nướng. À ha, xong rồi nè. Wow. Nóng bỏng và phong cách quá đi. Có vết bẩn gì đó trên đồ của mình nè. Phải đi giặt lại thôi. Làm tốt nha bạn mình ơi. Lọ nước ma thuật của mình nè. Chuyện gì xảy ra với đồ của mình thế này? Wow. Giờ trông mình như thác nước sang chảnh vậy. Không. Không. Mình không có gì để mặc cả. Sao mình không có bộ đồ nào hợp hết vậy nè? Wow. Cũng ra gì phết hen. Ai cũng có đồ hết. Còn mỗi mình thôi à. Đừng có khóc nữa mà. Loài hoa cậu thích đây nè. Đẹp làm sao? Hả? Phép thuật rừng. Thành công rồi. Các cậu ơi, nhìn nè. Tụi mình đã làm được rồi. Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bốn nguyên tố. Các cậu đã sẵn sàng để gây ấn tượng chưa nào? Chà, đỉnh thật đó nha. Mình muốn được như họ. Cố lên nào. Đúng là nhan sắc chết người mà. Này, các cậu có muốn hẹn hò hay không? Dẹp đi. Cậu nghĩ gì vậy hả? Đi tắm thôi nào. Chờ đã nào, mình sẽ tắm trước. Gì vậy nước? Xin lỗi nha, nhưng mình sẽ tắm trước. Mình đến trước các cậu mà. Mình mới là người sẽ đi tắm trước đây. Phát điên lên mất thôi. Ủa, chúng ta đang ở đâu vậy? Mình chỉ muốn tắm thôi mà. À, chuyện gì vậy? Là núi lửa đúng vậy không? Làm tốt lắm nữa à. Đây là bồn tắm dung nham của mình đó. Bỏ tay ra, không là bị bỏng đó nha. Mình cũng phải nghĩ ra thứ gì đó đặc biệt mới được. Ví dụ như là bồn tắm mây. Ngầu đét nè. Khí ơi, bồn tắm của cậu trông tuyệt quá à. Chúng ta cũng phải có mới được. Mình sẽ dùng đá trang trí bồn tắm. Sao mà nặng quá vậy nè. Dùng phép thuật thì sao nhỉ? 1, 2, 3. Càng nhiều đá thì càng tốt nha. Nổi lửa lên thôi. Mình còn có thể tạo ra lửa từ trái tim sắt đá nữa nè. Tắm thôi, tắm thôi. Ngọn lửa cuối cùng. Làm được rồi nè. Oh yeah. Quá tuyệt vời luôn. Khăn tắm sẽ ở kia nha. Wow. Nhìn được hơn hẳn đó ha. Selfie một tấm lưu lại khoảnh khắc này thôi. Bồn tắm của mình sẽ ở đây. Sức mạnh nguyên tố hô biến. Chà, đáng yêu ghê đó ha. Đục lỗ để lấy nước thôi nào. Cậu có thể sẽ cần rìu đó. Chà, thành công rồi nè. Đập tay nào. Đến lượt của mình. Sức mạnh của đất đến đây. Ơ, à, không được rồi. Một lần nữa. Vẫn không được luôn. Tiếp theo, mình sẽ tự đào một chiếc bồn tắm. Đất định làm gì vậy? Gieo hạt xuống đất. Nước ơi, giúp mình với nha. Được chứ? Cảm ơn cậu. Tuyệt quá đi. Thành công rồi nè. Bồn tắm đã xong xuôi rồi. Wow. Dễ thương ghê đó. Đất đang bận bịu gì vậy nhỉ? Sau khi tắm xong, cần phải lau người thật khô ráo. Còn khí thì sao? Chiếc khăn này mềm dễ sợ. Mình cũng có khăn tắm. Giờ thì không rồi. Làm sao để lau khô người bây giờ đây? Nghĩ ra rồi nè. Mình có máy sấy tóc mà. Ái chà, dễ thương dễ sợ. Xinh quá đi à. Khắp nơi đều là hoa cả. Bức tường cũng phải đầy hoa luôn.
phòng tắm ngập tràn ánh đèn lấp lánh nè. Mình sẽ nhìn thấy rõ hơn. Bắt đầu từ lông mi nha. Không được, khó chịu quá à. Mình cần phải có cái gương gấp. Hô biến, giờ thì make up được rồi nè. Tránh chỗ nào. Mình cũng phải dặm lại lớp make up nữa. Chiếc gương này là của mình mà. Thả mình ra. Mình nữa. Chuyện gì vậy? Cậu giúp mình thổi khô khăn tắm với được không? Được chứ, dễ thôi ấy mà. Cậu tốt bụng ghê đó. Cảm ơn nha. Chuyện là chúng ta không có chỗ treo khăn rồi. Mình có ý này nè. Làm một chiếc móc treo cho cả bốn nào. Có chỗ cho máy sấy tóc rực lửa luôn nè. Có bồn tắm riêng thật là tuyệt mà. Độc nhất vô nhị. Các cậu vẫn còn ở đây à? Rời qua đây ngay đi. Hết giờ rồi. Ủa? Được rồi, chúng mình đi thôi. Mình tìm thấy bản đồ nè. Đi thôi nào. Chúng ta phải đi lối này. Không, lối này nè. Không, bọn mình sẽ đi thẳng. Tới rồi nè. Tiếp theo là gì? Dùng phép thuật của chúng ta nha. Sức mạnh nguyên tố giúp ta. Mở ra. Tuyệt. Đây là những viên ngọc quý. Khách hàng nào, ai cũng có phần mà. Ngọc lục bảo cho mình. Đây. Tớ có siêu năng lực mới nè. Không thể tin được. Đến lượt tớ. Một viên kim cương cho cậu đây. Tớ sẽ kiểm tra sức mạnh của mình. Oh, wow. Tớ cũng muốn nữa. Của cậu là một viên ngọc bích. Lửa à, còn cậu thì sao? Hồng ngọc của tớ biến thành than rồi. Cậu thử siêu năng lực mới đi. Tớ sẽ thử. Ủa? À, nóng quá à. Chúng ta phải tìm hiểu có chuyện gì với phép thuật của cậu. Tớ không muốn. Bác sĩ sẽ kiểm tra cho cậu mà. Hiu, có thể sẽ hiệu quả. Nhưng đợi đã. Cháu không cố ý. Ra khỏi đây đi. Nếu như có lần sau thì cảnh sát sẽ vào cuộc đấy. Chỉ là tai nạn thôi. Phép thuật của tớ. Đừng lo, rồi sẽ ổn thôi mà. Thêm vài chiếc lá nữa là xong. Xích đu là tuyệt nhất. Oh, xích đu nè. Đất ơi, giờ đến lượt của tớ nha. Wow, thật tuyệt vời. Xích đu đẹp đó. Tớ ngồi có được không? Chắc chắn rồi. Wow, thoáng ghê ta. Cha cha, đến lượt tớ rồi. Cậu tốt quá đi. Ủa, chỗ này đang dần nóng lên. Lấy cái này đi. Cái này tốt hơn mà. Vậy tụi mình sẽ gom hết. Chào, bọn em sẽ lấy cái này. Và cái này nữa. Phương thức thanh toán. Đá quý ạ. Nhiều đây chắc đủ rồi ha. Wow, thật kỳ diệu mà. Cảm ơn. Chúc anh một ngày tốt lành. Những cô gái đá quý ư? Mình sẽ để mắt tới chúng. Đây rồi. Một cô thôi là đủ để mình làm giàu rồi. Ai vậy? Là tớ đây. Các cháu có thể nương tựa. Con bé đó đốt nửa căn nhà của chú rồi. Có thật hay không vậy? Tớ không cố ý đâu. Tớ đang tìm cách thực hiện một mẹo nhỏ. Cho ngọc lục bảo vào trong nước. Tèn tèn. Đồ uống độc quyền của tớ đây nè. Wow, tớ cũng sẽ thử.
đến lượt tớ. Tớ sẽ cho hồng ngọc vào nước. Thành công rồi. Thí à, ngọc của cậu thì sao? Của tớ là kim cương. Không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Chẳng có gì cả, chỉ là nước thôi. Ai đó? Giờ đồ uống là của tớ nha. Tớ sẽ thử. Nhìn ngon quá à. Hồng ngọc của tớ. Nước của mình đâu rồi? Các bạn ơi, ai đã uống đồ uống của tớ vậy? Không biết nữa. Thí à, cười lên đi. Không nha, chút thôi. Ờ được. Thì ra là cậu hả? Vậy tớ sẽ uống sạch nước của cậu luôn. Công bằng mà. Mình nghĩ là mình đã lắp đúng rồi. Nước à. Cậu có thể chụp một bức ảnh tớ với vòi sen mới được không? Chắc chắn rồi. Cười lên nha. Wow, đẹp lắm đó. Cưng ghê. Tớ cũng thích chụp hình như thế này. Cậu thay đồ đi. Nhìn vào máy ảnh nè. Và cười lên nha. Tuyệt. Tiếp theo là đất nha. Đỉnh. Lửa à. Xuất sắc luôn. Buổi chụp hình rất gì và này nọ. Nhìn nè, xinh không từ nào diễn tả được luôn. Nhanh lên đi, kẻo muộn bây giờ. Cần tìm 4 viên đá quý. Chúng ta phải làm gì đây? Cậu có thể dùng mấy chiếc lông vũ này để làm việc hay ho đó. Có người đang tìm chúng ta nè. Trả lại chúng nha. Đây không phải là ý hay đâu. Cậu đã thấy nó mà. Trả lại đi. Đây rồi. Cốc cốc cốc. Mở cửa. Ai đó? Xin chào. Mấy chị mang đá quý tới nè. Ồ, em cảm ơn ạ. Rồi tiếp theo là gì? Tặng mấy chị đây nè. Bảo trọng nha. Đá quý à. Cuối cùng cũng tìm được. Chúng ta phải làm gì với nó đây? Mở ra đi. Wow. Rất nhiều tiền mặt nè. Tớ tin là ngày nào đó nó sẽ có ích với chúng ta. Lửa à, thử phép thuật của cậu ngay đi. Cậu chắc chứ? Sức mạnh của lửa. Yeah, chúng ta bình thường lại rồi nè. Sức mạnh phép thuật của chúng ta đã ổn trở lại rồi. Tất cả bọn mình luôn. Thật tuyệt vời mà. Các nguyên tố được thống nhất. Tớ phải đi ngủ thôi. Tớ cũng vậy. Chúc các cậu ngủ ngon nha. Các chị ơi, có cái gì sáng sáng trong tủ kìa. Wow, là một cái cổng. Đừng mà, tùy tiện đi vào một cái cổng không phải ý hay đâu. Ngầu quá. Khoan đã, chị sẽ đi với em. Qua bên phải chứ Dakota. Tuyệt, bỏ được hai đứa nó rồi. Debbie, đi với tụi em đi. Wow, một cánh cổng phép thuật kìa. Ở đây không dễ thương cho lắm nhỉ. Đây sẽ là căn phòng bí mật của tụi mình. Cánh cổng biến mất rồi. Ô không, làm sao để đi về bây giờ? Ashley bị sao thế nhỉ? Em ấy còn ổn không? Tươi như hoa luôn kìa. Xem bức tường này nè. Mượt ghê luôn á. Tặng hoa cho mọi người nè. Em đang nở hoa kìa. Đừng có đụng vào cây kim của em. Các chị ơi, hình như em có sức mạnh mới á. Wow, xem em làm được gì nè. Wow. Đẹp quá Ashley. Sao em làm được vậy? Xem tiếp nha. Sức mạnh của loài hoa. Wow, một chiếc ghế màu hồng. Chị thích nó. Em biết mà, xinh ha. Đây sẽ là ngai vàng bằng hoa của em. Không không không. Cấm xâm phạm nha. Sao mà em xấu tính quá vậy? Góc này là của em. Ok, vậy thì chị sẽ ở giữa. Bức tường này cần có màu mới. Ok, cỏ lăng sơn. Làm việc thôi. Sẽ xinh lắm đây. La la la. Xin chào.
một đồng cỏ trong rừng vậy? Xem sa mạc của em nè, một nơi hoàn hảo để trồng xương rồng. Mình có ý này nè, giúp tớ nha, bạn mầm. Wow. Cỏ ở khắp nơi luôn. Đẹp quá đi à. Thú vị ghê ta. Mầm cây gì đây? Wow, cây xương rồng đầu tiên của mình. Yeah, Ashley. Đóa hoa ngọt ngào của mình. Ô không, em ấy trông thật cô đơn giữa bức tường lớn. Chị Daphne, cho em mượn bình xịt có được không? Em cần thêm độ ẩm. Các em ấy đang lớn lên nè. Chào dây leo. Quả là một khu vườn xinh đẹp. Xinh quá dạ. Mình cũng muốn trang trí sa mạc của mình nữa. Máy khoan. Được thôi. Búa á, thật luôn. Mình cũng muốn có phép thuật. Ok, được thôi. Mình tự làm vậy. Xong rồi. Phần nền đã xong. Nhưng mà nó thiếu thiếu gì ấy nhỉ? Chị Daphne ơi, cho em xin ít cỏ được không? Cho nha. Tất nhiên rồi, đây nè. Cảm ơn chị Daphne. Wow, xanh mướt luôn nè. Chị có thể đổi với em ít gỗ được không? Được chứ, của chị nè. Đứng yên. Không được rồi. Chị cần thêm gỗ. Cho chị nè. Cảm ơn nhiều. Xây dựng dễ ghê. Wow, mình đã xây được một căn nhà tuyệt vời. Nhưng mà vẫn còn thiếu thiếu gì đó. À nhỉ, mình cần cây táo. Hạt giống đây rồi. Wow, mình đã luôn muốn có nhà cây. Nhưng mà sao để leo lên được đây ta? Hoa, tặng hoa cho mọi người nè. Thật luôn á hả? Em ấy bị dư năng lượng thật chứ. Nở hoa nè. Đi đi, sức mạnh hoa thật là. Hoa nữa nè. Đủ rồi đó nha. Chị chịu hết nổi rồi. Mình cần phải bảo vệ bản thân khỏi cái đứa cuồng hoa đó. Có hàng rào đó. Thấy chứ, đây là đất của chị nha. Được thôi, bụi bặm quá. Oh yeah, đúng thứ mình cần rồi nè. Đừng để xương rồng thấy. Chào chị. Em, sao em lại quay lại đây nữa? Hàng rào của mình đâu rồi? Nó thành cái thang rồi á. Cái đứa cuồng thả hoa đó lại kiếm chuyện với em kìa. Nhìn kìa. Wow, xương rồng yêu thích mới của mình. Cảm ơn chị Daphne. Em tha lỗi cho chị đó. Em sẽ tan biến vào màn hoa. Mình đã có vườn xương rồng rồi. Nhưng mình cần nhiều nắng. Có cách rồi đây nè. Đặt ở đây. Chiếu sáng đi. Ấm áp ghê. Có hơi ấm quá rồi nhỉ. Nóng như sa mạc Sahara ấy. Chị sẽ làm cho tụi em mù mất. Tắt nắng đi. Xương rồng chẳng quan tâm đâu. Có cách rồi nè. Chiếc đèn đáng yêu của mình. Đó là chị sẽ thấy ghen tị. Mình cần nối dây cho nhà nhỏ của mình. Tuyệt thật đó nha. Ashley à, xem đèn của chị nè. Mình nên làm gì thêm đây ta? Vai hoa cỏ nè. Vai hoa cỏ. Ashley, cho chị mượn khăn choàng của em nha. Giờ thấy ấm hơn rồi nè. Đầu của em. Chị đép đi. Xin lỗi Ashley nha. Sa mạc này cứng quá đi. Mình không thể nằm thoải mái được. Khó chịu ghê. Tội gai nhọn quá. Chị đép đi, mình giúp chị ấy đi. Yeah.
Chúng ta sẽ dùng phép thuật của tụi mình. Một chiếc ghế mềm nè, Dakota. Giờ thì sa mạc của em đã ấm hơn rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Hai người là nhất. Chị vui tới nỗi nở hoa luôn rồi kìa. Cảm ơn nhiều nha. Chà, cái gì đây? Vui vẻ. Con là thiên thần của ba. Anh yêu, sao vậy? Em không dùng được máy ảnh. Để anh xem. Còn con thì sao? Xin chào, cậu tránh ra được không? Đến lượt tớ. Ồ, con yêu, đừng khóc mà. Chúng ta đây, ba ở đây với con mà. Làm tốt lắm, cảm ơn nha. Không có gì đâu mà. Buồn bã. Chúng ta chụp ảnh nào. Cười lên nào công chúa. Chúc mừng nha. Con là nhà vô địch của chúng ta, Riley à. Ba mẹ có thấy con ghi bàn thắng không ạ? Có con yêu. Con làm tốt lắm. Mọi chuyện thật tuyệt vời. Vậy hả? Nhìn cậu ta kìa ba ơi. Con bé nghĩ mình là nhà vô địch kìa. Đúng là vậy mà. Tớ có huân chương này. Một cái thôi. Đồ thua cuộc. Cho con bé thấy đi con yêu. Tớ có rất nhiều huy chương này. Cậu có muốn đối đầu với nhà vô địch thật sự không? Cậu chơi không nè? Có chuyện gì vậy? Tớ không biết. Ba ơi, chúng ta chơi không? Lạ thật đấy. Dạ, thử thôi nào. Ba thật sự không muốn. Anh yêu, thôi nào, đi đi. Ba tham gia. Được rồi. Ba đã sẵn sàng. Cậu sẽ trượt thôi. Au! Ba ơi, một gia đình thua cuộc. Một lần nữa. Được thôi. Ủa? Chán quá đi. Được rồi, lần này sẽ không trượt nữa. Từ bỏ đi, đồ thua cuộc. Đủ rồi đó. Cái gì vậy? Đây là tức giận. Au, ba ơi. Răng của ba. Đi nào con yêu. Con bé này bị điên rồi. Thứ mình sẽ làm với tất cả mọi người. Chúng ta có thể ăn mừng rồi. Chúng ta thắng rồi. Ba ơi. Riley, con là giỏi nhất. Ô không, có gì đó không đúng với ký ức này rồi. Các bạn, hãy nhấn thích video để quả cầu được sửa nha. Làm ơn. Câu trả lời là gì nhỉ? Cái gì? Mẹ, có chuyện gì vậy? Ô, buồn bã. Tớ đến đây. Giúp tớ. Đợi chút, như thế này. Được rồi, cảm ơn nha. Không có gì, để xem nào. Có chuyện gì vậy? Em yêu, đừng lo lắng. Được rồi Riley, mẹ con mang bầu rồi. Con sắp có một đứa em gái rồi đó. Cái gì? Cái gì? Nhưng tại sao? Chuyện này thật kỳ diệu. Chúng ta cần đi đến bệnh viện thôi. Mẹ, ba, tuyệt. Chúng ta phải làm gì đây? Tớ không biết. Chà. Phải rồi, trong những tình huống bối rối như vậy, ta chỉ cần đi ngủ thôi. Trời sáng rồi, đến lúc dậy thôi. Chào buổi sáng buồn bã. Xin chào, túi của ai đây? Tớ có muộn không? Chào. Và tớ phải đứng đâu đây? Tớ đi đâu đây? Đây ạ. Ai vậy? Tớ không biết. Vậy sao? Có bao nhiêu nút vậy? Vậy tớ phải để đồ ở đâu đây? Cậu là ai vậy? À, xin chào. Tớ là Lo Âu. Rất vui được gặp cậu. Ôm nào. Cái gì đây? Cái nôi ạ? Riley, đến đây. Ngồi xuống đây nào. Gặp em gái của con này. Con có muốn bế em không? Dũng cảm lên. Ô không, không phải chứ. Ôi trời ơi, tớ hoảng loạn quá đi. Đúng là ác mộng. Chuyện này là sao? Riley, con bị làm sao vậy? Ô không. Sao cơ? Anh không biết. Riley, con không sao chứ. Đừng lo lắng nữa. Hãy vui vẻ lên nào. Dễ thương quá đi. Các
con sẽ trở thành cặp chị em tuyệt vời nhất. Riley, con giỏi lắm. Ba mừng lạ. Đến giờ con đi đến trường rồi. Đây chính là nữ hoàng học đường. Ồ, tuyệt thật. Chúng ta có thể kết bạn với cô ấy. Thật tuyệt vời. Này, cô gái đó sao vậy? Cậu có biết cô ấy không? Tớ sẽ biết ngay thôi. Ôi trời. Ô không, cô ấy đang đến đây. Không. Cậu đang làm gì vậy? Sao thế? Cô ấy đang đến. Mình làm gì đây? Cậu làm gì vậy lo âu? Chúng ta phải sửa lại chuyện này ngay. Xin chào. Nhật ký của mình. Chà, cậu có gì đây? Tớ xem thử nha. Không, không, không. Hả? Tớ chỉ đang thử các bộ đồ khác thôi. Không sao, nữ hoàng thích chúng mà. Dễ thương đấy. Và cái gì đây? Báo động đỏ, báo động đỏ. Bẻ mặt quá đi. Cái này không có gì, chỉ là ước mơ mà thôi. Cậu muốn trở thành tớ à? Không được đâu, kẻ thua cuộc. Xấu hổ quá đi mất. Xấu hổ. Xin chào. Khoan đã. Tệ thật đấy. Ba. Con yêu. Con sao vậy? Hôm nay trong giờ nghỉ, nữ hoàng, con đã lo lắng. Cô ấy đã thấy quyển tập của con. Con gái tội nghiệp của ba. Em không dỗ con bé được nè. Để anh xem. Hiểu rồi. Ba mẹ có con gái mới rồi. Sao cơ? Con yêu, đừng khóc mà. Họ không còn yêu mình nữa. Ồ, ba mẹ. Mình nhớ những ngày đó. Chúng ta đã từng rất vui vẻ với nhau. Ồ, đúng là kỷ niệm đẹp mà. Riley nên ganh tị với chính mình đi. Có tác dụng rồi. Đủ rồi. Đến lượt tớ. Xấu hổ. Ai cho cậu? Mình xấu hổ vì đã đối xử tệ như vậy với ba mẹ quá đi. Mọi người, đi ngủ thôi. Và cậu. Ôi trời, tớ chỉ lo lắng thôi mà. Đi ra đi. Dù sao cậu cũng không có quyền quyết định ở đây. Đến lúc chúng ta đi ngủ rồi. Chúng ta cần dụ cậu ấy theo phe. Này, đến đây. Tớ hả? Được thôi, tớ đến đây. Nghe này, tụi tớ có kế hoạch này. Được, tớ đồng ý. Xuất sắc. Chào buổi sáng. Hôm nay là một ngày thật tuyệt với ganh tị. Chào các cậu nha. Có gì vậy? Đi đi, xấu hổ. Được. Chào buổi sáng con yêu. Bữa sáng của con đây. Ăn ngon nha. Lại là ngủ cốc nữa. Cậu quên gì ở đây à? Ồ, muỗng của mình. Cái gì? Ai làm vậy? Hiu, nó dính đầy tóc rồi. Ghê quá, mình phải rửa nó thôi. Một lần nữa. Ồ không, mình ghét những lúc muỗng bị như vậy. Có chuyện gì vậy? Tuyệt vời. Tớ bắt đầu thấy bối rối rồi. Rồi cái chân nữa. Ô không, chúng ta làm gì đây? Tuyệt lắm bạn gái. Phải có một cách nào đó chứ. Các cậu đã làm gì? Quên nó đi. Không, đừng mà. Mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn thôi. Đi ra. Ủa, tớ hiểu rồi. Đi đến bảng điều khiển đi. Đúng rồi. Có chuyện gì vậy? Ô không, cậu ấy sẽ tiêu diệt chúng ta mất. Cảm nhận sức mạnh giận dữ của tớ đi. Đúng là ác mộng mà. Con yêu, con có sao không? Hít thở đi, tức giận. Cậu có thể kiềm chế bản thân mà. Buồn quá đi. Con yêu à, mọi việc sẽ ổn thôi mà. Các cảm xúc ơi, đây sẽ là luật mới của chúng ta. Bây giờ điều khiển sẽ không được dùng bởi một cảm xúc nữa. Được, nghe lời cậu. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau như một đội. Được không nè?
Hay lắm. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Trời sáng rồi à? Mấy giờ rồi? Im lặng đi, đồng hồ báo thức. Cái gì? Hôm nay mình có bài kiểm tra à? Ô không, sao mình lại quên chứ? Ô, tệ thật đó. Sợ hãi thôi. Mình làm gì đây? Lo lắng quá đi mất. Chúng ta sẽ sửa mọi chuyện cùng nhau. Sao trước đó mình lại không học? Được rồi, hôm nay mình sẽ học những gì mình có thể. Tuyệt lắm các cậu à, kết hợp giỏi đấy. Con được điểm A cộng nè. Mẹ, ba, họ lại ở cùng em ấy nữa rồi. Xin chào, lâu lắm rồi nhỉ. Kho báu của chúng ta. Tớ sẽ giúp cậu ganh tị à. Nhìn xem chị có gì cho em này, em gái. Và con đã được điểm A cộng trong bài kiểm tra. Dạ, Riley, con đúng là thiên tài. Giỏi lắm con à. Chúng ta là một đội tuyệt vời. Hoàn hảo. Các cậu à, tuyệt lắm. Chúng ta làm việc cùng nhau rồi. Vậy các cậu, đến giờ Riley đi ngủ rồi nhỉ? Phải, đi thôi nào. Và chúng ta sẽ xem giấc mơ của cô ấy. Đừng mà, bức vẽ của tớ. Xé rách bức vẽ xấu ổn của nó rồi. Thế giờ mình lấy gì nộp bài tập vẽ đây? Mặt của tớ, đưa tớ cái nút đó đi. Không, đưa tớ. Để tớ cho họ biết tay. Bình tĩnh nào, mình không nhịn được nữa. Cầm cái này mà lau mặt mình đi. Bức vẽ của mình. Buông cái tay ra ngay. Cậu làm vỡ nó mất. Ô không, tớ bảo rồi mà, đồ kém cỏi. Cái gì vậy? Tớ chịu. Ô ô. Wow, đến lúc giải tỏa cảm xúc rồi. Bọn tớ sẽ mách mẹ. Này, quay lại đây. Chúng ta có gì đây? Phủ đầy toàn ADN. Một chút phép thuật nào. Tốt hơn rồi. Cầm lấy đi. Yeah, nhà của tụi mình nè. Tụi mình bắt đầu từ đâu đây? Lo Âu ơi. Chỉ vài thứ thôi. Ước. Nhìn nhanh khi còn có thể. Ôi da, mắt của tớ. Xong rồi đây, sẵn sàng. Tốt lắm. Tớ hy vọng nó sẽ không đổi. Xem tụi mình có gì nè. Tớ mê đồ chơi lắm. Cho tớ mượn được không? Nếu cậu chắc đó là ý hay. Ừ, cảm ơn nha. Để xem nào. Không phải rất tuyệt sao? Đổ nước vào, dễ ợt. Tụi mình cần nhiều cảm xúc vui hơn nữa. Wow, thành công rồi. Tớ yêu ngôi nhà này rồi. Lo Âu, mình biết ngay sẽ có chuyện mà. Hiu, nó không hoạt động. Tớ sẽ cứu cậu. Hiu, nặng quá. Tớ không thở được. Tớ đang cố đây. Ô, các bạn ơi, hãy thích video này để nạp đầy thanh năng lượng nha. Tiếp tục đi, vẫn chưa đủ. Nhanh lên, thêm like nữa. Được rồi, yay. Tớ chết rồi hả? Không đâu, nắm tay tớ nè. Hiu, cảm ơn các bạn. Cảm ơn nha. Âm thanh gì vậy? Vui quá đi. Và bẩn nữa. Tụi bắt nạt xong đời rồi. Kính thực tế ảo hả? Đưa đây. Ơ, lại nữa hả? Biết bao nhiêu người đeo cái này rồi. Chảnh à, xin lỗi nha. Trông không giống xíu nào. Wow, trông như thật vậy. Này, nhìn xem ai nè. Làm cho ngôi nhà mềm mại nào. Tớ cũng cần nó nữa. Đưa tớ đi, cậu làm rách nó mất. Nó rách rồi. Ủa, tớ xin lỗi, cậu chỉ cần hỏi thôi. Tụi mình có đủ cho hai người mà. Hiu, xong rồi. Vải và sơn, đủ. Làm cho nó đẹp hơn nào. Màu cam đang làm mốt. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Và mình đã hoàn thành. Ta-da. Được rồi, mình không còn nhiều thời gian nữa. Xong rồi. Tạm biệt cái máy ngớ ngẩn. Phải ghi chú lại nào. Tớ có phần khung rồi nè. Tớ cũng vậy. Ồ, đúng rồi, phần răng. Khủng long à. Chẳng đáng yêu chút nào. Nhìn cái miệng đó kìa. Nhưng nếu chúng không tuyệt chủng thì sao? Thế thì chúng sẽ ăn thịt tất cả chúng ta mất. Không suy nghĩ lung tung nữa. Biến đi. Tốt hơn nhiều rồi. Wow, suy nghĩ của mình thành hiện thực rồi. Một cái cưa. Ồ, mình hiểu rồi. Hy vọng sẽ không bị thương. Ok, thế là xong rồi. Phần răng đã hoàn thiện. Hoàn hảo. Wow, trông đẹp thật đấy. Ờ, cảm ơn nha, tạm biệt. Quá đáng.
chào các cậu. Ngon quá. Kinh tởm. Đồ ngốc. Bé ơi, giúp xíu được không? Chị có thích kẹo không? Bắt lấy nè. Giúp với. Âu, sắp bắt được rồi. Cảm ơn nha. Ta là ma cà rồng. Ồ, không thể. Đúng rồi, mình có thể tung hứng. Vẫn là giỏi việc xây dựng hơn. Chờ chút nha, mình biết rồi. Một, hai, ba. Vừa khít luôn nè. Còn phần môi nữa. Mình cần cắt tỉa lại. Âm thanh gì vậy? Ồ, đánh với tớ đi. Chuẩn bị đi. Ha, được rồi nha. Dừng lại. À, kiếm của mình. Đến lúc sử dụng vũ khí bí mật rồi. Mắt của mình bỏng rồi. Thôi nào, đừng cản tớ. Anger, chuyện gì vậy? Dùng ít khăn giấy nè. Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn nha. Ngồi xuống đi. Ở đây nè. Sạch sẽ luôn chiến thắng. Mình nên làm gì với kiểu tóc đây nhỉ? Nghĩ đi, nghĩ đi. Mua sắm thôi. Có lẽ là kẹo dẻo hả? Quá dính. Có lẽ dùng bánh quy. Quá đơn giản. Này, có lẽ Bingo sẽ hợp với em hơn đó. Ồ, không không. Khoai tây. Phần siêu lớn luôn nè. Ồ, không. Chị biết em cần gì rồi. Mở ra xem đi. Ta-da. Tuyệt vời. Đừng quên trả tiền nha. Có súng trong túi sau của em nè. Đừng bắn mà. Không, nhìn đi. Tạm biệt. Đến lúc làm tóc rồi. Xoắn vài sợi kẽm lại với nhau. Và lấy một ít ri băng. Cắt thành những mảnh đều nhau. Giờ thì dùng băng keo hai mặt. Dán các mảnh nhỏ lại. Kéo sợi ở đầu bên kia. Mái tóc đáng yêu. Quấn chúng quanh thanh kẽm. Xong rồi. Nhưng mình cần nhiều hơn nữa. Tóc đuôi ngựa này khá nặng đấy. Nhưng tớ nghĩ cũng ổn rồi. Này Vui à, cậu thấy thế nào? Không ổn. Trông hơi cứng. Tụi mình cần kiểu tóc bơm tấn. Nhưng chúng ta làm cách nào đây? Ồ, đáng sợ quá. Ồ, nằm xuống. Hiu, tụi mình còn sống. Ồ, vừa nói kiểu tóc bơm tấn. Chẳng phải là một ý hay à? Được rồi, đặt ở đây đi. Ồ, kỳ cục quá. Lại vậy rồi. Mau rời khỏi đây thôi. Đánh tới nè, đồ xanh lè. Ăn bụi đi. Cơn bão cảm xúc. Băng, băng. Hụt rồi. Giận, cẩn thận. Các người không bắt được ta đâu. À, đừng đánh vào kính chứ. Cậu nghĩ cậu là ai? Yếu còn ra gió. Không. Quay lại đây. Lại đây cái xác vô cảm. Đến lúc dừng lại rồi. Này, tránh xa ngôi nhà ngay.